Bây giờ mọi người bắt đầu di chuyển xuống thuyền. Đây. Đã rồi ạ. Trên cái dốc này thôi mà thật sự nếu làm mùa mưa nó đã khó đi rồi. Chưa nói gì nữa. Ôi cái đường này thế thì khó quá cô ạ. Cái đường này mà trời mưa thì đúng là Huy không hiểu là đi kiểu gì. Cái này mà nếu mà đi không cẩn thận là lao xuống đây luôn cô nhỉ? Vâng, hôm trước em vừa lao xuống rồi đấy anh ạ. Cô lao xuống dưới này luôn đấy ạ? Đây em lao chỗ kia xong là phải nhấc xe lên. Ôi trời ơi. Xuống hết xe em mới bị vỡ hết yếm ấy. Đây chính là bắt đầu cái điểm bắt đầu làm đường đây. Các cô đề xuất một bên thì là cái đồi ha, một bên thì là cái vách sông. Thế cho nên là cái khổ đường ở đây nó chỉ dao động vào khoảng 1 mét. Nếu mà trời mưa sẽ rất là trơn và tay lái mà không vững ấy, hoặc kể có vững đi chăng nữa thì cũng rất là dễ lao xuống dưới cái vực dưới này. Đó, đây là trời khô rồi mà muốn lên là những cái đoạn khó này là phải có các anh dân bản, các anh ấy chở hộ các cô. Đó, nó rất là dốc luôn. Đó, những cái đoạn này là các dân bản sẽ đưa các cô lên xe lên trước, các cô sẽ đi bộ lên sau. Nó rất là dốc luôn, chỗ này không thể lên được này. Con dốc này lên khá là... Con dốc này rất là cao này, nên là chỉ có một người lên hoặc là một người xuống, chứ không thể vừa lên vừa xuống được. Ôi, thật sự chỗ này nếu là một đường bê tông thì cũng khó. Mình sẽ nói gì đến là đường đất như thế này. Quả thực chỗ này rất là nguy hiểm. Mặt đường rất là xấu bởi vì là trời mưa nó lầy và nó tạo ra những cái đường rãnh này nên đi rất là khó khăn. Rất cần. Anh cứ lên đi ạ. Đây có những cái vị trí mà do sạt lở, thế cho nên là cái khổ đường nó chỉ khoảng 30-40 phân thôi, rất là nguy hiểm. Nếu mà cái cua này mà đi không tốt, chệch bánh xe là rất có thể là leo xuống dưới vực này. Đó, và ở ngay phía dưới kia là sông luôn. Một con dốc rất là dài. Ôi. Dài thật. Và gần như là toàn bộ là sẽ lên dốc thì phải. Chỗ này thì khổ đường khá là to, thế nhưng mà để mà nói là đi thì nó chỉ có duy nhất cái phần này thôi. Đây, cái phần này, cái phần ở giữa này là đi được thôi. Đây, gần đến đỉnh của cái con dốc này rồi. Mọi người có thể nhìn thấy ạ, nó rất là dốc luôn. Đứng ở đây thì cảnh quan rất là đẹp. Thế nhưng mà trái ngược với cái đẹp đấy thì nó quá là nguy hiểm. Quá là nguy hiểm để có thể đi trên một con đường mà cảm giác như là nếu mà đi xe máy á, nó có xu hướng là lao thẳng xuống dưới sông rồi đấy ạ. Mọi người có thể thấy nó không có một cái phần rào chắn nào cả. Và vấn đề là rất là dốc. Rất là dốc luôn. Nên thật sự đúng là con đường này mà nếu làm được đường bê tông thì nó là một điều hết sức tuyệt vời với các bà con ở đây. Đi hết một con dốc thì bắt đầu là nó sẽ đỡ hơn khoảng 5-60 mét. Rồi đến kia nó sẽ lại là một con dốc nhưng mà nó thoải thoải hơn. Và phía trên này, đây, phía trên này chính là cái điểm bản đây và điểm trường ở trên đó. Và theo như các cô chia sẻ thì đây là con đường chung của cả bạn Pa-ít và bạn Hồi Mí. Với bản Pa-ít thì có khoảng 50 hộ dân với tổng số nhân khẩu là khoảng 327 nhân khẩu.
Và nếu như cộng dồn thêm cả nhân khẩu của bản Huyền Bí nữa thì nó sẽ lên tới khoảng gần 700 người. Gần 700 người sẽ di chuyển trên con đường chung kéo dài khoảng hơn 1 cây số này, khoảng 1,2 cây số. Thế cho nên là nếu như đây là con đường mà được bê tông hóa thì chắc chắn nó sẽ là một niềm vui rất lớn với cả bà con của cả hai bản là bản Ba Ít và bản Hồi Mỹ. Và các cô cũng chia sẻ là nếu như là trời mưa thì gần như bản làng sẽ bị cô lập hoàn toàn. Không ai có thể di chuyển được với cái đường đất nó trơn trượt và nó nguy hiểm, nó dốc như thế này. Đó. Khu này thì nó có thể sẽ đỡ dốc hơn ở cái đoạn ở dưới gần bến tàu. Thế nhưng mà nó cũng là một cái thách thức với những người mà đi xe, đặc biệt là trời mưa. Mình hết đường đất thì có một đoạn này sẽ gồm có đá này. Cái khổ đường nó cũng rất là bé này, nên nếu mà xây đoạn này thì bắt buộc phải đập và phải xếp đá làm sao cho sàn phẳng cái phần đá ở đây thì mới có thể tạo ra được một cái lối đi nó đủ vững chắc được, nó đủ rộng được. Đó. Đấy. Chỗ đấy thì có lẽ cũng phải cần làm một cái khổ đường nó khá là rộng hơn. Nó rộng hơn chứ nó không thể là 1 mét được, 1 mét thì nó bé quá. Thứ nhất là phải làm cái khổ đường nó rộng hơn, dày hơn. Thứ hai là phải kè và phải sán đất một cách rất là chắc chắn để không bị sụt lở khi mà vào mùa mưa. Và ở đây mọi người có thể nhìn thấy tổng quan con đường này. Đó. Một con dốc rất là dài, dốc thoải xuống dưới. Và dốc nhiều hơn ở đoạn cuối. Đoạn dưới dòng sông kia sẽ dốc rất là nhiều. Và cái độ nguy hiểm cho người lái xe cũng rất là cao. Chỗ này cũng là cái chỗ mà khá là khó này. Đường rất là dốc và có nhiều đá nữa. Thế chỗ này cần bà con phải san nó tốt về cái mặt bằng thì con đường nó mới có thể tốt được. Cái này chắc chắn là nếu cho mình đi xe chắc chắn mình sẽ không đi được rồi. Không thể đi được. Mặc dù là với trời khô. Đó mọi người thấy nhé. Cái độ dốc nó 30 độ cơ mà. Khoảng 30, 25, 30 độ. Khá là dốc. Có thể lên hình mình chưa nhìn rõ được cái độ dốc của nó. Đi được gần đến điểm trường rồi nhưng mà mệt quá. Điểm trường cách còn 20 mét nữa thôi. Nhưng vì dốc và mệt quá nên là ngồi nghỉ lại một chút. Đây là một bạn học sinh đây. Một bạn học sinh ở trên này. Bé chỉ ở trên kia. Cái bạn nhỏ ở đây sống rất là bản năng, thật sự luôn. Chân trần. Da thì rất là đen. Đây, điểm trường Ba Ít này. Có một cái view rất là đẹp. Đất Điện Biên lịch sử. Trình khảo sát đường Ba Ít, thật sự đây là một con đường mà nếu như được bê tông hóa sẽ đem lại rất nhiều cái lợi ích dành cho bà con nơi đây. Và không chỉ bà con nơi đây được hưởng lợi từ việc giao thương buôn bán cũng như là các thầy cô cắm bản. Các thầy cô có thể dễ dàng hơn khi tiếp cận đến những điểm trường ở bản Ba Ít và bản Hồi Mỹ để làm sao có thể mang được tri thức đến với cả người dân nơi đây, thế hệ trẻ tương lai. Cho nên là thật sự rất mong muốn là có thể hoàn thành cái tâm nguyện của bà con nơi đây. Có thể cho bà con đi, mà đi cho con đường gọi là con đường ví như là con đường hạnh phúc của các cháu của bà con á. Tôi rất là vui khi nói là con đường đã đem lại nhiều thuận tiện, vâng, thuận tiện khiến cho bà con đi lại dễ dàng. Chính xác, vâng, kể cả mưa nắng thì không ảnh hưởng gì nữa rồi.
mưa nắng thì các cháu đều được đến lớp. Đấy, các cháu mầm non thì lúc chưa có con đường ấy thì các cháu mầm non là đi đều phải bố mẹ với lại anh chị em phải cõng mới đi được. Bây giờ có được bê tông ngon này thì các cháu mầm non là tự đi được rồi. Tự đi học được, không phải vất vả bố mẹ nữa. Mà đến trường đến lớp thì cũng đảm bảo giờ giấc. Đấy, không phải đi học muộn nữa. Đấy, rất là vui. Rất là phấn khởi luôn đấy. Vâng. Nhưng là thời gian chỉ hai thi công thì rơi vào khoảng hơn 5 tháng. Vâng. 5 tháng 6 tháng ấy thì mới hoàn thành được. Vâng. Thì con đường này khi làm nó dự trù nó phải kéo dài nhiều năm. Vâng. Cho nó rất là phải chất lượng. Vâng, chính xác. Vâng. Bởi vì là thứ nhất là chất lượng, thứ hai. Chất lượng đẹp ha. Quá đẹp. Tôi cũng có được thấy chụp hình rồi. Vâng. Đổi về rồi nhưng mà đắm nghe không bằng một thấy. Đúng rồi. Bây giờ thấy bằng mắt và nhất là nghe anh nói rồi nghe đồng bào nói là con đường này họ giúp ích rất nhiều. Giúp ích rất nhiều luôn đó. Dạ. Vâng. Trước thì chưa có bê tông này thì bà con rồi là chúng cháu là đi lại ấy, thì phải đi bộ này. Ví dụ có sinh ngô hay là có con gà muốn đem đi chợ bán ấy thì phải cầm đi bộ thôi. Đấy, xe máy không đi được, đường đất mà mưa mà không đi được. Thế hôm nay là đường bê tông này thì có vài sinh ngô, có vài sinh thóc, có vài bao thóc thì bao thóc bao ngô thì chở đi thoải mái rồi. Không phải cái kinh tế ra cũng tốt hơn, buôn bán cũng dễ dàng hơn. Buôn bán là đi lại rất là dễ dàng. Con đường rất là đẹp. Vâng. Rồi là trước thì có thể có các cháu là các cụ ốm thì phải cõng ở trên lưng. Nhưng bây giờ thì các cháu các cụ ốm thì có thể đưa lên xe máy xong rồi chở đi bình thường. Đi ra trạm xá khám bệnh các thứ kịp thời. Đi là kịp thời ngay. Vâng. Quá tốt. Dạ tôi nghe vậy tôi cũng rất là mừng. Vâng. Không những cái đời sống mà những người bệnh hoạn. Vâng, chính xác. Đi học này. Rồi các vâng, rồi tóm lại là sinh hoạt hàng ngày các thứ rồi từ lúc gọi là ốm đau bệnh tật các thứ thì có con đường thì hỗ trợ rất là nhiều luôn. Đấy, đưa kịp thời đi trạm xá để khám này. Đấy, không phải cõng đi bộ, không phải cho lên võng để gọi là khiêng đi nữa. Đường này rất là đẹp cũng đường rất là đẹp. Dòng rãi ha. Rượu dám ngồi xem. Hay luôn đấy. Đúng không? Trải nghiệm đấy mới nhớ nhá. Từ lúc đường xấu mà